di rời đất một đồng, củng cố niềm tin của toàn đảo và tiền đồ tư sản của đất nước đảo Bắc và dân tộc. Hai, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, thực hiện có lợi cho toàn thể chúng sinh. Ba, tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức phát huy nội lực để xử lý chánh pháp học Phật tu chân theo đường lối chỉ đạo Phật chỉ dẫn Phật. Bốn, cao cả và thực hành trên thiệt tỷ bằng mọi biện pháp để đem lại cái phúc lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự quả mãn của đời hành đạo của mình. Là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và trong quá trình thực hành và phát hiện đạo đồng hành cùng dân tộc, làm cho dân giàu, đức mạnh, dân chủ, công bằng, dân minh và thế giới hòa bình an lành. Kính mừng đại lễ đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo kỷ niệm lần thứ 99 là ngày vui mừng phấn khởi của toàn đạo và cũng là ngày liên trong đình dân đạo. Sự ra đời và khai sáng đền đạo Phật Giáo Hòa Hảo của Đức Huỳnh Giáo Chủ là nguồn sáng trí huệ cho mọi tín đồ. Nghe thông tin trong bị ánh hạ, kẻo nhận dụng cuốn lối vào bị ngộ. Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo biết tôn trọng đời hành đạo của Đức Giáo Chủ, đạo pháp, dân tộc, quyết tâm trong sáng tu hành để làm sáng chánh đạo và chánh thầy. Phải cái cải trên thiệt tỷ bằng mọi biện pháp để đem lại cái phúc lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn cuộc đời hành đạo của mình. Ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban đại diện tỉnh thành phố và ban trị sự cơ sở cùng toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn đó.